Xin chào các bạn nhá. Chào các bạn. Hôm nay mình rất là vui được em Thỏm đưa mình đi vào một cái làng người Dao. Đây là thuộc thôn gì nhỉ em nhỉ? Thôn Bó Lóa anh ạ. Đây là thuộc thôn Bó Lóa. Và hôm nay ở trong cái thôn này thì có một cái lễ cấp sắc cho con trai của một gia đình của bạn của em Thỏm. Đấy. Nhà anh đấy là nhà anh gì nhỉ? Đặng Văn Đánh ạ. Đặng Văn Đánh à? Vâng. Nhà trong này thôi đúng không? Vâng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng mình và em Thỏm lên gia đình mà hôm nay tổ chức lễ cấp sắc cho con trai để khám phá cũng như là xem các cái phong tục tập quán, các cái nghi lễ của lễ cấp sắc của người Dao Đen đúng không? Vâng, hôm nay là người Dao Đen nhỉ? Vâng. Xem nó như thế nào. Sau rồi bây giờ mời các bạn cùng Trường Lý với lại em Thỏm đi vào trong nhà chơi nhé. Giới thiệu với mọi người, đây chính là anh chủ nhà mà có con trai hôm nay làm lễ cấp sắc nhé các bạn nhé. Chào anh. Bọn anh muốn lên xem cũng như là khám phá cái phong tục lễ cấp sắc của người Dao của mình như thế nào. Anh có thể cho phép bọn em đi lên trên nhà được không? Được. Rồi, cảm ơn nhé. Bây giờ mình cùng đi nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đi theo mình nhé. Cho thêm hai anh em thôi nhé. Anh thấy để quay về với em nhà rộng thế nhỉ? Rồi. Cầu thang lên. Chào các ông nhá. Đây là đang làm lễ rồi. Viết sớ à? À chú, cái này là mình đang viết sớ à chú? Vâng, xem một tí. Vâng. Cái giấy bây giờ nó hơi mỏng nhỉ? Khâu chuẩn bị cơm à, cơm sôi, cơm nếp, nếp nương mình đấy nhỉ. Cho vào đây mình có còn phải đồ nữa không? Có phải còn đun nữa không? Đun, đun mà. À gói này xong lại cho lên đun tiếp á? Vâng. Ai à? Thế là cũng nhiều công đoạn đấy nhỉ? Thế là tối mới được ăn à? Như kiểu làm bánh ấy nhỉ? Cũng có nhân này. Mai mới. Cũng có nhân để làm bánh à? Mai mới làm bánh tiếp. Cái này gọi là bánh gì? Chả biết đâu, không biết nói. Không biết nói à? Mình tiếng là gọi là bánh sảng, chả biết. Anh là gọi thế nào? Làm bánh gói bằng lá dong.
nhưng mà xôi đã được đồ chín rồi, xong lại gói và lại cho vào đây để đồ tiếp. Thế này thì ngon đấy nhỉ, nó mềm đấy nhỉ. Chủ nhà đây, đây làm lễ cấp sắc cho con. Thế là theo phong tục dân tộc Dao mình là cứ đủ 10 tuổi là được cấp sắc đúng không? Có đứa thì 16 tuổi. Đứa 16 tuổi. Có điều kiện thì làm sớm đúng không? Là... Nhưng mà cũng do từng đứa. Cũng do từng đứa. Có điều kiện nhưng mà nó chưa được. Chưa được ngày, không được tuổi, không được tuổi đúng không? À, phải xem đấy nhỉ. Giới thiệu với mọi người, đây chính là cái giai đoạn là các thầy chuẩn bị làm lễ để đi lên nhà làm cúng đấy các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu vào lễ này.
Như vậy là các thầy đã làm xong cái phần thủ tục lên nhà cũng như là cái thủ tục ban đầu rồi nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi làm vòng loanh quanh ở đây xem có những cái chuẩn bị gì nhé các bạn nhé. Đây là cái thang đã làm xong nhé các bạn nhé. Đây chính là cái thang để cho cái người được cấp sắc trong cái lễ này để trèo lên và ngồi ở trên đấy. Sau đó sẽ là ngả người ra đằng sau và có người ở đằng sau đỡ. Theo phong tục của người Dao là như vậy. Nói ra dịch coi dịch ra tiếng Nhật tổng giao là bài mà giới thiệu với các bạn, đây chính là cái lễ của gia chủ để làm lễ với lại các thầy nhé các bạn nhé. Tiền được gói cẩn thận.
cái gì đấy bác? Đây. Cái này là cái gì? Để làm cho thằng cò cái này nó là con đây, cháu kiểu nào lên. À. Làm cho lên nó mà cho cháu tinh tiếp. Vâng. À. Tôi biết linh là giới thiệu với mọi người, sau khi làm lễ lên nhà cũng như làm các thủ tục xong ấy thì gia chủ bắt đầu làm một mâm cơm, gọi là mời tất cả các anh em đến trong ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Mình cũng là khách không mời đến nhưng mà vẫn được mời các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào ngồi ăn bữa cơm cùng với gia đình cũng như là các thầy. Vâng. Uầy, nhiều rượu thế. Ăn ngồi đây được nhỉ? Đi đâu rồi? Thế là sau bữa cơm này là mình đến làm đến sáng đấy. Làm đến sáng cái mày tối nữa. Rồi hết lên chiều không? Bữa cơm này là được ăn thịt, còn từ giờ đến ngày mai khi nào làm xong thì mới được ăn thịt tiếp. Đấy, phải ăn chay đúng không? Em ăn cơm. Vâng. Vâng. Đó, mời các ông nhá, mời các anh nhá. Làm một miếng này thịt lợn bản này nha. Hôm nay là toàn thịt thôi. ăn cơm tập trung chuyên môn gì đó. Do lễ cấp sắc còn rất là dài, vì vậy tôi xin phép kết thúc video về lễ cấp sắc phần 1 ở đây nhé các bạn nhé. Còn phần tiếp theo cho đến lúc kết thúc thì tôi sẽ để ở video thứ 2 nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nếu mà muốn tìm hiểu về lễ cấp sắc thì nhớ ấn chuông và like cho tôi nhé để xem các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.